Chào mừng em đến kênh bóng chuyền độ miền Nam. Kèo sắp diễn ra là kèo 44 nha các bạn. Tem Tam Nông đánh với tem Học Sinh nha các bạn. Học Sinh còn đánh nha. Bên đây là tem Học Sinh, gồm có là Di, Bằng, Ngọc, Trung. Bên kia là Hữu Lé, Thông, Thoại, Linh. Điểm 0-0. Bóng thua. Điểm cho tem Học Sinh 1-0. Điểm 1-0. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Ngọc. Điểm 2-0. Một pha xử lý cổ tay của anh Hữu Lé. Điểm cho tem Tam Nông 1-2. Điểm 3-1. Một pha đạp bóng tốt của Thông. Điểm 2-3. Một pha bao bóng tốt của anh Hữu Lé. Sân này đánh là đánh tại sân của anh Tí Chùa các bạn. Ấp 1 xã Phú Lợi, Thanh Bình, Đồng Tháp nha. Anh em nào có yêu thích bóng chuyền thì hãy nhớ đến sân để mà ủng hộ cho anh Tí các bạn. Chúc các bạn có một buổi xem video vui vẻ và điểm 4-3. Một pha đập bóng lọt tay trắng. Điểm cho tem Học Sinh 4-4. Một pha trắng bóng tốt của bạn. Thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra với đội hình tem Tam Nông các bạn. Điểm 5-4. Điểm 6-4. Một pha tự sát của Ngọc. Điểm cho tên Tam Nông 5-6. Chặn bóng tốt. Điểm 6-0. Quá tốt. Này
Một pha chắn bóng tốt của Bằng. Thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra để tem Tâm Nông các bạn ơi. Đây là các cổ động viên đang đến theo dõi nha bạn. Điểm 86. Bóng ngoài. Điểm 78. Chắn bóng tốt. Điểm 8 đều. Bóng ngoài. Một pha đập bóng tốt của Trung. Điểm 9 đều. Một pha xử lý cổ tay của anh Hữu Lê. Điểm không dính. Một pha bắt bách hỏng của gì. Đập bóng giỏi tay chân. Điểm cho tay học sinh. 0-1. Điểm cho tên Tâm Nông 2-0. Một pha bắt bách một hỏng của gì. Điểm 3-0. Nếu mà không có điều gì xảy ra thì tem học sinh tôi sẽ đưa ra biển đông luôn các bạn ơi. Một pha xử lý cổ tay không có lưới của Hình Hữu Lễ. Tập bóng chạm tay trắng. Điểm cho tên Tâm Nông 4-2. Phá bóng ngoài. Điểm 3-4. Bóng ngoài. Tem học sinh đã gặp biến động các bạn ơi.